Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh ẩm thực Thành Vlog. Hôm nay sáng nay Thành cũng ghé chợ, Thành mua được 15 trứng hộp vịt lộn nha mọi người. Hôm nay Thành thử thử luộc nước dừa coi nó có ngon hay không. Tại vì thấy mình Thành lên YouTube coi á, thấy mấy bạn làm món hộp vịt lộn luộc nước dừa, ta khen nó ngon lắm. Thành về Thành làm thử như thế nào. Giờ Thành mời tất cả mọi người dùng hộp vịt luộc nước dừa cùng với Thành nha. Nóng quá, nóng lắm mọi người. Nước nó chảy nè, người thấy bốc khói không? Nước cũng không ngọt lắm mọi người, vậy mà ai cũng nói khen ngon. Quên đây, cái này vô rồi. Tiêu nè, rắc vào đây. Đó, bốc khói luôn mọi người. Rồi, Thành mời tất cả mọi người nha. Miếng rào.
Hột vịt này ướp mềm mọi người. Luộc nước dừa thấy cũng đâu có ngọt đâu. Mà cũng nói là mình coi mấy bạn ở trên kia người ta nói ngọt, mình thấy không ngọt. Đã thơm mọi người, thơm. Luộc mình thấy nghe mùi hương luôn. Rồi thơm nước dừa. Mọi người trứng nữa. Nước chảy. Còn miếng muối chanh lên. Wow, nước chảy mọi người ơi. Ướp mày là con nó rất nhỏ nha mọi người, không có mày trứng trứng trắng trắng này nè, ướp mày gọi là có miếng trắng trắng này đâu mọi người thấy không? Đó, miếng trắng này nè gọi là ướp mày. Trứng là cũng đâu có to quá. Mọi người thấy không? Lộn mặt rồi. Vì vậy mà mấy bạn ở trên mạng nói là làm luộc nước dừa ngọt, mình cảm thấy không ngọt, thấy nó hơi lạc lạc sao mình thấy là thành cũng có bỏ tí muối, tại nước dừa là nó ngọt, mình bỏ tí muối đừng cho nó dằn lại mọi người, mà vậy nó cũng không ngọt. Rau mà đúng không? Không nhận ớt mày, mày bự nó to mà mày. Nói về ba trứng mà nữ tư
mọi người chín nữa nha. Thịt lợn ngoài chợ cũng có nhiều loại đó mọi người, loại ốc mài, loại lựa con to, lựa con nhỏ, rồi loại giữa, rồi tùm lum. Thầy thành mua cái loại loại ốc mài con nó vừa nhỏ, nói chung cái này là mấy chị bầu ăn bổ lắm. Còn trẻ em mà thích ăn những cái chồng chồng vàng, con nó mềm nó xíu. Bốn quả mà nó sống á, luộc lâu quá nó nứt luôn. Mời luôn, cảm ơn mọi người nha. Cho miếng muối nè. Ồ, nguyên trồng vàng. Hôm nay Thành cũng vừa trải nghiệm vừa học dịch lộn mà luộc nước dừa cho mọi người. Bao nhiêu người nói ngọt, mình như Thành thấy nó không có ngọt lắm đâu mọi người. Thành xin tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo. Hãy ra hãy thử làm món học dịch lộn luộc nước dừa cùng với Thành, coi nó có ngon hay không, chứ Thành thấy là không ngon rồi. Rồi, tạm chào mọi người nhé. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Ẩm thực Thành Vlog. Xin cảm ơn các bạn.